Đây mình bắt đầu chạy nhé. Em chạy tương đối chậm để cho anh chị coi được cái khu vực xung quanh đây. Sau này thì khu vực Katy khúc này phát triển nhiều, rồi khu vực Quốc Xưa hàng xóm của Katy cũng phát triển nhiều, cho nên cái đường này nó trở thành quá tải và nó đã bắt đầu cái dự án là mở rộng ra từ khoảng 1 năm đổ lại đây, thì hiện tại là đang được triển khai nhưng chưa xong. Nhưng mà tương lai cái đường này là có 2-3 lên. Đang đi qua khu vực thương mại. Ở đây thì nó có hồ bơi, cái chỗ mà clubhouse. Phía trước đây mình có cái chỗ rửa xe. Rồi tay phải đây thì mình có cái chợ Kroger chỗ đó. Nha, mình mới thấy chợ Kroger. Bên tay phải mình thì có tiệm ăn Chinese, lớp học, có gym, có phòng gym, có bệnh viện nhỏ nhỏ ở đây, Memorial Hermann. Đó, thì đây là cái đường 1463 rồi. Sửa chữa đường rồi đó, là hồi xưa nó không có, nó mới mở thêm, chị thấy không? Thì cái đường này tương lai nó sẽ là hai lane hai bên, 4 lane tổng cộng. Dọc cái con đường 463 này có rất là nhiều cái cơ sở thương mại, những cái chỗ bán đồ ăn, rồi văn phòng làm việc, chỗ sửa xe. Bên tay trái của mình là những cái nhà hồi xưa lúc mà người ta còn ở đây là dạng nhà ở quê đó, thì còn một số căn là vẫn còn của người ở, một số căn đã được lấy lại và quy hoạch để làm kinh doanh. Có ở đây có một chỗ rất là đẹp, nó chuyên cho thuê mặt bằng cho đám cưới. Bên đây, bên tay trái đó, thì trước mặt của anh chị là cái đường I-10. Chị thấy từ nhà của chị ra đường I-10 gần không? Đây là một trong những con đường đi ra thôi nha. Ngoài con đường này thì còn rất nhiều cái đường khác để ra ngoài I-10 hoặc là ra đường 99. Cắt cái video để làm cho nó nhỏ lại, gửi qua cho nó lẹ để không